4月24日です。Vâng, cái ngày 24 tháng 4 là đặc biệt một tí đúng không ạ? Ngày mùng 4 sẽ là yok ka. Nên là ngày 24 yok ka. Vâng ạ. Thì hôm nay thì chị Khanh cũng có việc bận, thế nên là em sẽ thay chị Khanh đồng hành cùng với cả Thầy Nghĩa để hướng dẫn buổi học ngày hôm nay ạ. Minasan yoroshiku onegaishimasu. Minasan yoroshiku onegaishimasu. Hai. Ja hajimemashou. Thì em xin bắt đầu buổi học ạ. Thì trước hết thì cũng giới thiệu qua về công ty Visa Link ạ. Cũng như là mong muốn mọi người là chuẩn bị được cái môi trường yên tĩnh này, chỗ ngồi thoáng mát, không ồn ào ầm ĩ để có thể học buổi học một cách tốt nhất ạ. Cũng chuẩn bị đường truyền rồi loa mic tốt, phát âm lớn ạ. Và học tập với cả mùa cái tâm thế là vui vẻ hợp tác ạ. Vâng, công ty Visa Link thì bao gồm là một group, thì bao gồm là công ty cổ phần liên kết Việt Nhật ạ, trung tâm thế Nhật Tô Văn và công ty cổ phần học nữa. Thì chủ yếu công ty Việt Nhật sẽ là giới thiệu việc làm ở các Nhật Bản và việc làm ở Nhật Bản để cho các cái thực tập sinh hoặc là những cái kỹ sư đang học tập và làm việc học tập và làm việc tại Việt Nam có nhu cầu đi làm việc tại Nhật ạ, cũng như là giới thiệu cho các công ty Nhật Bản tại Việt Nam, cũng đào tạo tiếng Nhật cho người đi làm, rồi là phái cử phiên dịch và dịch thuật ạ. Thì hiện nay công ty Visa Link thì có bên cổ phần học nữa thì có phần mềm e-learning học online trực tuyến, thì mọi người có thể tìm hiểu sau buổi học ngày hôm nay. Thì hôm trước qua thì chúng ta đã học về là làm cái hành động nào đó tại đâu, thì hôm nay chúng ta sẽ học về tính từ, một cái nó rất là khác, học động từ nhiều rồi là cũng như là mệt rồi thì chúng ta sẽ chuyển sang một phần đấy là tính từ. Và tính từ ở tiếng Nhật ý, thì nó sẽ chia ra làm hai phần. Nó không giống như là tiếng Việt, cứ tính từ là tỉ tính chất của sự vật hoặc là sự việc gì đấy hoặc của con người. Thì tiếng Nhật nó cũng thế. Mà tính từ đuôi y và tính từ đuôi na là đặc điểm của tiếng Nhật ạ. Nhớ đấy, là tính từ đuôi y và tính từ đuôi na. Tính từ đuôi y thì thường sẽ kết thúc bằng chữ y ạ. Còn tính từ đuôi na thì thường nó sẽ được ẩn đi. Cụ thể thì chúng ta sẽ được học rõ hơn trong bài ngày hôm nay. Bên em giáo viên, team giáo viên sẽ chia ra tính từ đuôi y học một buổi và tính từ đuôi na học một buổi. Hôm nay học sẽ học tính từ đuôi y ạ. Thì buổi học ngày hôm nay trước hết là chúng ta sẽ vẫn ôn lại bài cũ này, sau đấy thì học tiếp về bảng chữ cái âm đục này, 10 từ mới này và tính từ đuôi y ạ. Vâng, thì mời Thầy Nghĩa đã xin nhắc lại những cái ngữ pháp đã học trong buổi ngày 19 được không ạ? Dạ, trong bài 19 thì chúng ta đã học ngữ pháp nói về thực hiện hành động tại địa điểm nào đó, đúng không ạ? Và mẫu cấu trúc của chúng ta sẽ có là danh từ địa điểm cộng với trợ từ đế và đi cùng với verb mát sự. Chẳng hạn như là kagi shit chữ đê kohio nomi mát sự, có nghĩa là uống cà phê ở phòng họp, đúng không ạ? Và để hỏi được là hành thực hiện hành động tại địa điểm nào đó thì chúng ta sẽ sử dụng từ để hỏi là doko cộng với trợ từ đế và maska doko de saka o shimasu ka ie de shimasu. Vâng, thì hình như là hôm nay anh Thiện đang ngồi ở một chỗ khác so với mọi hôm để học tiếng Nhật hay sao ấy. Hôm nay là anh Thiện là kisaten de nihongo o benkyou shimasu ka, là hôm nay anh Thiện có phải là học tiếng Nhật ở kisaten là gì ạ? Là cửa hàng cà phê đúng không ạ? Thì là kisaten de nihongo o benkyou shimasu ka. Và nếu mà đúng thì sẽ là hai kisaten de benkyou shimasu. Vâng. Thì thường là sode sẽ sử dụng cho câu danh từ, còn động từ, câu động từ thì chúng ta sẽ sử dụng động từ để trả lời ạ. Ví dụ như là hai kisaten de benkyou shimasu. Vâng. Thì hôm nay chúng ta sẽ học về cái âm đục ạ. Hôm trước thì có học hàng ta rồi, hàng xa rồi. Hôm nay chúng ta học đến hàng ha. Như chúng ta biết hàng ha thì gồm có là
hề hộ. Hà hi hu hề hộ. Thì hàng hang sẽ được biến đổi là có hai phần, đấy là một là phẩy phẩy là tên tên, và một phần là cái ma rự là tròn. Thì phẩy phẩy thì sẽ được đọc là hàng ba, từ hàng hang sang hàng ba sẽ là phẩy phẩy. Vậy thì chúng ta sẽ suy nghĩ trước đi, nếu mà hàng ha hi hu hề hộ mà sang hàng ba thì tương đương sẽ có những chữ gì ạ? Ba bi u bê bộ. Vâng, bộ. Vâng, ba chứ, hay là chữ ba. Chữ ba thì chúng ta sẽ có trong từ tachiba. Tachiba là địa điểm, là nơi trốn, là chỗ đứng, là vị trí. Tiếp đến hàng hi, chữ hi thì sẽ biến thành chữ bi, phẩy phẩy bờ y đấy, bờ y bi. Thì chúng ta sẽ có từ mới là hề bi. Hề bi, hề bi là con gì nhỉ Thành Nghĩa? Con rắn ạ. Vâng ạ, hề bi là con rắn, em rất sợ con rắn. Tiếp đến là chữ hu. Chữ hu thì sang hàng phẩy phẩy sẽ là bu, bu, bu. Và sẽ có từ mới là buhin. Vâng, buhin là một cái bộ phận của máy móc ạ. Buhin. Tiếp đến chữ hàng chữ he thì sẽ có là b, 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 e đấy. Thì chúng ta sẽ có từ mới là bento, bento. À, chữ tô đằng sau có chữ ư sẽ là trường âm ạ. Bento, bento là tên rất là đặc biệt của Nhật đúng không ạ? Là cái cơm hộp. Bento. À, trong cơm hộp thì mọi người đã đi ăn cửa hàng của Nhật rồi thì thường là bento sẽ kiểu mang đi học, mang đi làm thì hoặc là mang về thì người ta sẽ gọi là bento. Tiếp đến là hàng hộ. Hộ thì sẽ chuyển sang là bộ và sẽ có từ mới là bô xị. Bô xị, bô xị, bô xị à, cái mũ ạ. Vâng, thế thì những cái chữ như thế này ấy, nó sẽ ghép cùng với cả những chữ cái khác để tạo thành từ mới giống như là tiếng Việt ấy. Chữ a ở bờ cờ ấy, thì cứ ghép với nhau thì sẽ thành một cái từ mới ạ. Thì sau đây là chúng ta sẽ học về từ vựng ạ. Từ vựng bài ngày hôm nay thì cũng khá là nhiều. Học về từ danh từ thì chúng ta ở đây là có hai cái áo. Một cái là 15.000, 150.000 yên và một cái là 900 yên. Thì chúng ta sẽ biết là một cái là đắt và một cái là rẻ. Vậy thì đắt thì sẽ là takai. Takai. Thế nghĩa, vâng ạ. Takai. 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 Vâng, và 900 yên làm sao ạ? Thì rẻ đúng không ạ? Rẻ trong tiếng Nhật chúng ta đọc là yasai, yasui. 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 Tiếp đến là bữa tiệc đúng không ạ? Bữa tiệc thì thường sẽ là tanoshi. Tanoshi có nghĩa là vui. Vâng, mọi người để ý ở dưới này có chữ tanoshi xong rồi có thêm một chữ y nữa thì chúng ta sẽ là kéo dài ra, đọc kéo dài ra một tí. Tanoshi thì thường thì tính từ đôi y nó sẽ kết thúc bằng chữ y. Tanoshi. Tiếp đến đây là gì ạ? Achui. Achui. Achui có nghĩa là nóng. Vâng. Achui, nóng. Kêu hoa achui. Hôm nay rất là nóng, hoặc cái này ngược nghĩa của tươi sẽ là Samui. Samui. Samui có nghĩa là lạnh. Còn cái này nhìn thật là ngon quá. Oishi. Đi Oishi. Oishi. Tất
từ Oishi này chắc là Việt Nam biết nhiều, hầu như là người ai mà không học tiếng Nhật cũng sẽ biết cái từ Oishi này đúng không ạ? Thường trên cái hãng Bim Bim ấy có hãng Bim Bim Oishi. Cái này cười chảy cả nước mắt đúng không ạ? Thì sẽ có từ là Omoshiroi. 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 À. Omoshiroi này là thú vị. Thường thì để tả về con người cũng như là sự vật sự việc ạ. Cái này là gì ạ? Hay Yama. 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 Yama có nghĩa là núi. Tiếp đến đây là bữa tiệc đúng không ạ? Hay. Party. 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 Rồi. Là từ party này thì mọi người nghe rất là giống cái từ tiếng Anh đúng không ạ? Party của tiếng Anh ạ. Thì chữ party này sẽ viết được là chữ cứng ạ, chứ sẽ không sử dụng mềm ạ. Còn cái này là Hito. 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 Là người ạ. Người. Và bây giờ chúng ta sẽ tổng hợp lại cái từ mới ạ. Hôm nay chúng ta đã học 10 từ mới đúng không ạ? Đầu tiên sẽ là Takai. Takai có nghĩa là đắt hoặc là cao đúng không ạ? Thứ hai là Yasui. Yasui có nghĩa là rẻ. Tanoshi. Tanoshi có nghĩa là vui vẻ. Achi. Achi có nghĩa là nóng. Samui. Samui có nghĩa là lạnh. Oishi. Oishi là ngon. Omoshiroi. Omoshiroi nghĩa là thú vị. Yama. Yama nghĩa là núi. Party. Party có nghĩa là bữa tiệc. Và cuối cùng sẽ là Hito. Hito nghĩa là người. Vâng ạ, thì để hôm nay thì em cũng sẽ viết cái từ thế rồi, chúng ta không viết được. Thì sẽ có cái chữ hiragana ấy ạ. Em đợi em thì em bật cái phông tiếng bật cái phông tiếng Nhật lên để mọi người có thể viết. Và hôm nay chúng ta học là những cái từ mới như thế này. Vâng. Từ số 1 là Takai ạ, chữ ta. Ủa hôm nay không viết được chữ chữ hiragana vào đây rồi. Vâng, thế thì thôi cái từ Takai những cái từ thì chữ hiragana và katakana này thì em sẽ đánh lại sau rồi gửi lên nhóm sau ạ. Thì Takai có nghĩa là cao hoặc là đắt. Cao thì thường mới sử dụng cho ví dụ như là chiều cao của con người hoặc là đồ vật hoặc là núi non gì đó thì chúng ta cũng sử dụng từ cao. Takai, yasui là rẻ, tanoshi là vui vẻ, atsui là nóng, samui là lạnh, oishi là ngon, omoshiroi là thú vị, yama là núi, party là bữa tiệc và hito là người. Đó. À, đấy thành nghĩa viết hộ. Thì là không hiểu sao nên máy lại không có viết được là chữ hiragana vào đây. Thì là mọi người có thể xem ở trong cái group chat ý, thì thầy Nghĩa có ghi chữ hiragana vào đấy rồi. Mọi người có thể tham khảo và viết. Thì em sẽ để cho mọi người một chút thời gian để mọi người có thể viết lại những cái từ mới này rồi sẽ đi vào ngữ pháp ạ. Kakai. Yasui. Tanoshi, atsui, samui, oishi, omoshiroi, yama, party, hito. Vâng, mọi người đã viết xong được từ mới chưa ạ? Thì chúng ta sẽ vào ngữ pháp bài ngày hôm nay. Khi mà nhìn hình thì chúng ta sẽ biết là ở đây là sẽ có một địa điểm là ở phía bắc của Nhật Bản. Địa điểm này thì thường xuyên là rất là lạnh và người ta hay đi trượt tuyết ở đây. Đấy chính là Hokkaido ạ.
Hokkaido, và thường thì Hokkaido rất là lạnh. Thì chúng ta sẽ có câu gì nhỉ, Thầy Nghĩa nhỉ? Đấy. Hokkaido wa samui desu. Hokkaido wa samui desu. Đây, có nghĩa là Hokkaido Hokkaido. samui desu. Có nghĩa Vâng là ạ. Hokkaido là lạnh. Vâng. Thì chúng ta biết ở đây Hokkaido là địa điểm rồi đúng không ạ? Và có chữ từ trợ từ quá. Sau đấy thì samui rồi đến desu. Thì chúng ta thấy nó rất là giống với một câu danh từ đúng không? Ví dụ như là Watashi wa chan desu. Watashi wa kyoshi desu. Hoặc là Watashi wa Vietnamese desu. Thì cuối cùng nó sẽ kết thúc bởi chữ desu. Khác với cả động từ kết thúc bởi mát sự thì cái câu danh từ và câu tính từ nó sẽ kết thúc bởi đề sự. Thì khi mà câu tính từ như thế này chúng ta chỉ việc ghép cái tính từ vào sau vá và trước đề sự ạ. Hokkaido wa samui desu. Samui là lạnh. Hokkaido là địa điểm. Hokkaido wa samui desu có nghĩa là Hokkaido lạnh. Vậy thì tiếp tục ạ. Mọi người có biết đây là nhãn hiệu Gucci đúng không ạ? Là một nhãn hiệu khá là đắt. Thì chúng ta sẽ có một cái câu đấy là Gucci wa takai kabang desu. Gucci wa takai kabang desu. Gucci là một cái túi đắt. vâng. Thế thường đối với những cái người mà sẽ không biết được cái Gucci hoặc là Gucci nó có nhiều những cái sản phẩm khác nhau, ví dụ như là quần áo hay là túi xách hay là ví, thì chúng ta thêm một cái từ cà băng ở đằng sau từ takai để chỉ rõ ràng hơn về cái đồ vật đấy nó như thế nào. Gucci là nhãn hiệu đúng không ạ? Vá, xong rồi đến từ takai, xong rồi cà băng, để sự takai cà băng des, takai cà băng des. Cà băng là cái cặp đúng không ạ? Thà cai cà băng có nghĩa là cái cặp đắt tiền, cái túi xách cặp đắt tiền. Gucci là của cái túi xách rất là đắt. Tiếp đến ạ, mọi người có biết cái gọi là danh hài của Nhật này không ạ? Ui, bác này mới mất ạ. Tiếp vào. Đúng rồi ạ, cũng vì bệnh virus corona đúng không ạ? Rất là tiếc. Thì là bác này tên là Shimura Ken. Shimura Ken thì bác này rất là nổi tiếng đúng không ạ? Thì bác này là một danh hài thì chúng ta sẽ có câu gì nhỉ? Shimura Ken san wa omoshiroi hito desu. Shimura Ken san wa omoshiroi hito desu. Vâng, thì omoshiroi lúc nãy chúng ta đã học có nghĩa là thú vị, có nghĩa là vui vẻ rồi. Thì ghép với cả hito là người, vậy thì Omoshiroi hito có nghĩa là gì ạ? Là một con người vui vẻ, là một con người thú vị. Thì lắp được cái câu này sẽ là Shimura Ken san wa omoshiroi hito desu. Ông Shimura Ken là một người vui vẻ. Và nhớ kết thúc câu bằng chữ desu. Danh từ sẽ đứng đầu câu, sau đấy đi với trợ từ wa, sau rồi đến danh tính từ hoặc là cụm tính từ đi theo. Đấy, sau khi mà em giải thích qua như thế thì chúng ta đã có một cái công thức đầy đủ. Mời thầy nhớ giải thích về cái công thức này ạ. À, vâng ạ, khi mà chúng ta để chỉ tính chất của một chủ ngữ nào đấy thì chúng ta có mẫu câu là chủ ngữ hoa tính từ đuôi y để sự. Đấy, như vừa nãy chúng ta có ví dụ là Hokkaido wa samui desu. Nghĩa là Hokkaido thì lạnh. Đúng không ạ? Khi mà chúng ta muốn nói mạnh nhấn mạnh hơn về cái danh từ mà chúng ta muốn nhắc đến thì chúng ta có mẫu câu là chủ ngữ hoa cụm tính từ để sự. Như vừa nãy chúng ta có mẫu câu là Gucci wa takai kabang desu. Gucci wa takai kabang desu. Gucci là một cái túi rất là đắt tiền, đúng không ạ? Thì cách cấu tạo của cụm tính từ đó là tính từ đuôi y cộng với danh từ, chẳng hạn như là takai cộng với kabang, hay là omoshiroi cộng với hito. Thì là omoshiroi hito là người vui vẻ, người rất là hài hước, đúng không ạ? Thú vị. Vâng. Thì đấy là cái ngữ pháp của ngày hôm nay.
Vậy thì để cho mọi người có thể là thuộc hơn cũng như là nhớ hơn về cái mẫu câu này thì chúng ta sẽ tiếp tục đi đến phần luyện tập để chúng ta học kỹ hơn. Bây giờ thì trước hết là chúng ta hình dung ở trong đầu đi. Đấy là cái này là tháng 8 đúng không ạ? Tháng 8 thì rất là nóng. Lúc ấy nóng thì có tính từ đuôi y là từ mới nào ạ? Mọi người có thể bật mic lên ạ. Thì nóng là gì ạ? Asui, À, à chui chứ không phải à chui. asui, À chui, à chui. asui, Vâng, tức là bật mạnh lên chữ à atui, chui. atui, Vậy thì chúng atui, ta thử lắp xem là tháng 8 thì nóng thì sẽ có câu gì ạ? Tháng 8 là gì ạ? tháng tám là Hachi. hachi, Cả hachi Hachi. gasu, hachi gasu, Xong rồi đến hoa, quá. hoa, Quá. Hachi gasu à quá. chui à chui À suy rồi đến à chui cuối cùng không phải là đế sự đúng rồi đấy chính xác rồi đấy ạ à, sẽ là hachi gatsu wa atsui desu hachi gatsu wa atsui atsui desu desu hachi gatsu wa atsui desu gatsu wa atsui desu atsui desu. Năm nay rét nắng bân hơi nhiều đúng không ạ? Em thấy ở trên mạng người đang đồn thổi là nàng Vân không chỉ may áo cho chồng, cho anh hàng xóm lại còn cho cả bồ nữa. Nên năm nay Hãy tháng tư nóng ghét. Vâng, tiếp tục là chúng ta sẽ đến à cái món này rất là ngon đúng không ạ? Ở Nhật đấy là món sushi. Thì ở đây cô gái là thấy nở hoa tung tóe đúng không? Ăn xong một miếng rất là cảm thấy cuộc đời nở hoa. Thì chúng ta sẽ có câu gì ạ? Mọi người hãy tưởng Sushi wa, tượng. sushi wa, oishii desu, oishii desu. Oishii đúng không ạ? Ôi, ôi. Oishii, oishii desu. Vâng, đúng rồi đấy, chính xác. Sushi wa oishii desu. Sushi Sushi wa oishii wa, oishii desu. desu. Vâng, tức là Oishii desu. cái món sushi rất là ngon. Đúng không? Thì chúng ta đã em thấy mọi người rất là thuần thục trong cái việc là sử dụng câu danh từ rất là giỏi nên là khi đi vào cái câu tính từ nó cũng không phải là đánh đố mọi người quá đúng không ạ? Thì bây giờ là chúng ta sẽ học thêm tức là làm sao đây là núi gì mọi người có biết núi gì đây không ạ? Rất là đẹp Fuji, đúng không ạ? Núi Fuji, Fuji-san, Fuji. Mọi người Fuji, sẽ tưởng là Fuji-san từ khi nào ạ? Fuji-yama, Fuji-yama, Đúng rồi, Fuji-yama wa, Fuji-yama wa, Fuji-yama wa, takai, takai, desu. desu, takai Như desu, thế này ạ. À, thực Fuji-san, ra ấy, cái từ Takayama desu. Fuji-san ấy thì nó đã mang cái ý nghĩa là núi Phú Sĩ rồi. Bởi vì cái từ Fuji là cái tên của cái ngọn núi đó, còn chữ san ấy ở trong chữ Hán, biết chữ Hán ấy là đất San. sơn. Vâng, là sơn thì khi mà nó ghép với cả cái chữ Hán khác thì nó sẽ đọc là sằng. Thế nên là Fuji sằng thì riêng cái bản thân của cái chữ đấy nó đã mang ý nghĩa là núi Phú Sĩ rồi ạ. Thế nên là không cần phải đọc là Fuji sằng Yama nữa, chúng ta chỉ cần đọc là Fuji sằng thôi. Đúng không ạ? Vâng, thì khi mà để nói cho những cái người mà người ta không biết cái Fuji đấy nó là cái gì thì chúng ta sẽ đọc cụ thể hơn là Fuji-san wa Takayama desu. Fuji-san wa Takayama desu. Takai là cao đúng không ạ? Còn Yama là núi. Vậy thì chúng ta sẽ giải thích rõ hơn cho người ta biết là à, Fuji-san ấy là một ngọn núi cao. Đấy, để giải thích rõ hơn về cái Fuji-san đó. Để cho những người mà người ta không biết Fuji-san nó là cái gì. Đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ có câu là Fuji-san wa Takayama desu. Thì lúc nãy có cái công thức của cụm danh từ đúng không? Chính là tính từ đuôi y cộng với cả một danh từ. Mà danh từ ở đây thì chỉ người hoặc là đồ vật nói chung. Đúng không? Ví dụ như là Khanh là một giám đốc xinh đẹp chẳng hạn. Đấy, hay là thầy Nghĩa là một giáo viên giỏi. Thì người ta sẽ giải thích cái người hoặc là cái đồ vật đó cụ thể hơn.
thì thường thì cái danh từ ở đằng sau tính từ sẽ nó sẽ là một danh từ chung, danh từ chung của đồ vật hoặc người, được không ạ? Chúng ta sẽ tiếp tục đến câu tiếp theo ạ. À, nghĩa sáng hoa giỏi sensei desu. Mình còn chưa biết từ giỏi là gì đấy, nhưng mà như thế là cũng đã biết được cái cách tóc ghép từ rồi đấy ạ. À, bây giờ là chúng ta sẽ có cái từ Daiso. Daiso là một nhãn hiệu khá là nổi tiếng của Nhật mà hiện nay có rất là nhiều tại Việt Nam. Đấy là một nhãn hiệu là bán với giá 40.000 đúng không ạ? Đồng giá tất cả mọi thứ. Thì chúng ta sẽ có cái từ là rẻ. Vậy thì chúng ta sẽ làm giải thích nào, xem là Daiso sẽ là như thế nào. Daiso là cái gì? Đấy. Thì chúng ta sẽ có câu là nhà sư là rẻ đúng không ạ? Thì sẽ có câu gì ạ mới thấy nghĩa? Hay, chúng ta sẽ có câu là Daiso wa yasui desu. Daiso wa yasui desu. Vâng, tức là Daiso, cái cửa hàng Daiso ấy là rất là rẻ. Tức là những cái đồ ở trong đấy vừa nhiều lại rẻ nữa. Thì chúng ta sẽ là Daiso wa yasui desu. Daiso wa yasui desu. Vâng ạ. À, tiếp tục. Có cái câu này ạ. À, đây là một cái gala, một cái bữa tiệc của bên Toban ạ. Thì chúng ta lúc nãy chúng ta sẽ có cái bữa tiệc rồi đúng không? Thì chúng ta sẽ là gì? Party đúng không ạ? Thì sẽ có câu là Toppu wa no party wa omoshiroi desu. Toppu wa no party wa omoshiroi desu. Vâng. À, top one no party wa omoshiroi desu. À, tại sao lại sử dụng từ omoshiroi ạ? Tại vì là ở ngoài cái việc là đến giao lưu học hỏi ra thì chúng ta còn có thể chơi các trò chơi rất là thú vị, thế nên là chúng ta sử dụng cái từ omoshiroi, hoặc là có thể sử dụng cái từ tanoshi là đều được, do tùy tính chất và mong ý muốn của người nói muốn nói là gì. Thì top one no party wa omoshiroi desu. Cái bữa tiệc của trung tâm Toban rất là vui, rất là thú vị, rất là vui. Thì đó là những cái mẫu câu mà chúng ta đã được học ở trong bài ngày hôm nay đấy ạ. Mời thầy nghĩa là giải thích lại cũng như là tóm tắt lại những cái bài ngày hôm nay đã học ạ. Vâng ạ, hôm nay chúng ta đã học hai mẫu câu đúng không ạ? Đầu tiên là chúng ta nói về tính chất của một chủ ngữ nào đấy đúng không ạ? Thì chúng ta có mẫu câu là chủ ngữ trợ từ wa cộng với tính từ đề sự. À, chúng ta muốn nói là sushi rất là ngon đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ nói là sushi wa oishi desu. Sushi wa oishi desu. Hoặc là chúng ta muốn nói là Hokkaido thì nó lạnh đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ nói là Hokkaido wa samui desu. Hokkaido wa samui desu. Đó là khi mà chúng ta muốn nói rõ hơn, giải thích rõ hơn về danh từ thì chúng ta sẽ sử dụng cụm danh từ. Và chúng ta có cấu tạo của cụm danh từ là tính từ đuôi y cộng với danh từ đề sự. Chẳng hạn như là ngọn núi cao thì chúng ta sẽ nói là Takayama desu. Takayama. Đúng không ạ? Khi mà chúng ta muốn nói là núi Phú Sĩ là một ngọn núi cao thì chúng ta sẽ sử dụng là Fuji-san wa Takayama desu. Fuji-san wa Takayama desu. Vâng ạ, thì mọi người nhớ là trong cái khuôn khổ chỉ có 30 phút của Visa Link ý, thì không thể nào cung cấp toàn bộ hoặc là rất là nhiều những cái tính từ đuôi y hoặc tính từ đuôi na cho mọi người được. Nhưng cái cách sử dụng nó là như thế này, nên khi mà mọi người muốn là nói sử dụng cách tính từ thì mọi người có thể là Google hoặc là tham gia những cái khóa học của bên học nữa hoặc là bên top 1 để có thể biết được nhiều hơn những cái tính từ khác để có thể lắp vào trong cái mẫu ngữ pháp như thế này. Đấy thì hoàn toàn là có thể sử dụng được rất là nhiều những cái tính từ khác nhau. Chúng lúc mà khi học ấy, thì là chúng ta sẽ biết được phân biệt là nó có hai loại tính từ. Một là tính từ đuôi y và hai là tính từ đuôi na. Tính từ đuôi y thì sẽ thường kết thúc bằng chữ y, nhưng mà có một vài cái ngoại lệ mà tính từ đuôi na cũng có. Thì buổi thứ hai chúng ta sẽ học tính từ đuôi na
thì cũng sẽ có một vài những cái tính từ mà kết thúc bằng chữ y, nhưng nó lại là tính từ đuôi na, thì lúc đấy mọi người để ý thôi. Đấy, thì là buổi ngày hôm nay chúng ta đã được học về tính từ đuôi y. Và chúc mừng là mọi người đã biết cách sử dụng tính từ đuôi y và cụm danh từ rồi. Đấy, thì bây giờ thì còn một chút ít thì em xin nhường lại cho bên bạn Phương Anh hoặc là bạn Loan. Sau đấy thì em sẽ lại tiếp tục đồng hành cùng với mọi người để luyện tập thêm về tính từ đuôi y, hoặc là giải đáp những cái thắc mắc của mọi người, hoặc là biết muốn biết nhiều hơn một chút về cái tính từ đuôi y khác. Vâng, vâng, em xin cảm ơn chị Trang ạ. Vâng, em xin cảm ơn chị Trang và em xin chào tất cả mọi người. Hôm nay thì em xin một vài phút thôi để em có thể...